Rồi chào các bạn nha, chào mừng các bạn trở lại với kênh của Thanh Quang nha. Hôm nay Thanh Quang với Dân Đời làm độ 2 ly cà phê các bạn ơi. 70 điểm. Rồi, chúng ta đi qua. Bảy chục điểm nha. Quá hai. Hai. Hai đẹp. Một. Làm đi phê với đi ra đường. Ba là năm. Thank you.
có. Đường xe nó xí 3 x 5 là 8. Ngon lắm, coi nhìn hấp dẫn lắm. Cái xíu rồi, cái xíu rồi. Trời ơi, trời. Kỳ thế. Hai cơ dư. Trên đó mình ra tới 200 điểm. Trận chung kết. Cái 1 2 chặt cái mày cầm mày góc xương xương. Chạy nhóc luôn rồi. Có nước rồi nghe, có nước rồi. Không luôn. Ra. Năm. Đau bụng rồi. Đau. Đau bụng rồi. Năm là 13. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
về vừa có nó đã sáng giờ mưa thì không có đi làm ở nhà chợ được ở nhà luôn cái này ba ba nói vậy 12 quá đẹp. Đều. Gom. Thank you.
em là 19 đều. Rồi cái tiêu đề nó lại mình hai
Kẹt cái máy nữa trời. Giờ sẽ thấy đường đánh rồi, đánh đi về rồi. Giờ cũng như không ok thì đứng đánh đường này. Thank you.
Bơm to. Không. Ba mấy rồi? Dạ, 43 hả? 43. Tại vì nhiều lắm.
30. Được. Thank you.
trời. Đỏ rồi không thấy đỏ. Đá luôn. Xui với tôi. Đây là 3 năm 58 hả? Còn 2 còn ba mấy. Kì kì không à? Alo. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sát luôn rồi, sát luôn coi. Cái nó bánh vàng mà cũng gom rồi. Trời ơi. Mấy cái đồ càng tệ thì đấy. Thế thì nào càng về đấy, trời ơi. Quá rồi, đúng không? Chắc cá rồi. Cái... quá dở luôn các bạn ơi. Sao thì mà không nổ. Sẽ hụt. Sao thì mà không nổ. Quýnh cái đó sẽ hụt. Tôi biết. Không có quyết định. Không biết đón được. Trời ơi, chăm chăm.
Da nó lên hộp trời. Làm lại cái này đi. Mình đánh dở nè các bạn. Các bạn cho mình một bình luận coi là làm sao, cách nào đánh hay hơn các bạn. Ba là còn hai hả? Còn hai. Còn hai, còn 20. Khuôn Trần Quý Chiến. Cái này mới khuôn. Chạy đâu cho khỏi. Ta chim mình lên mạng không gặp.